Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với video của kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Và bây giờ thì trở lại chúng ta sẽ tiếp tục một buổi liên đấu nè mày. Khải sẽ tóm tắt những cái trận đấu nhanh gọn nhanh em. Chứ Khải không có livestream. Nên là nói chung là đánh này đánh cho vui để lấy kinh nghiệm thôi em ơi. Nên là Khải muốn tóm tắt nhanh nhanh. Và Khải sẽ đến trận đấu bắt đầu thì Khải sẽ bắt đầu bật cho anh em xem. Và bây giờ chúng ta sẽ đang vào phòng chờ đợi báo danh nha anh em, còn mấy phút nữa, 2 phút nữa. Mẹ bộ xương con gấu mình nó còn biết nhảy luôn mẹ. Trời ơi. Cái gì ngu nó cũng nhớ trời. Sao là em bao có một em bé. Ok nè, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu đầu tiên. Không biết trận đấu đầu tiên sẽ gặp ai đây, 2 phút nha em. Anh em xem đừng quên cho một like, chia sẻ trong video nha anh em. Nói chung thì đường môn Khải tầm này thì nói thiệt thì vào trong này chơi đó cho vui anh em ơi. Chứ còn nếu mà nói để dành để đánh top thì đường môn này không top nổi anh em ơi. Nói chung thì nếu gặp Thiên Vương, Thiếu Lâm thì đừng nói mà thắng được, nên là chỉ có thua thôi anh em ơi. Nên là bờ ca cho vui và vào trong này lấy kinh nghiệm Ember là chính anh em. Đó. Còn gặp phái nào ít ít hoặc là ngang tầm cho mình thì mình đánh được nha anh em. Còn bây giờ gặp Thiên Vương, Thiếu Lâm đồ này nọ thì cũng hên xui nè. Gặp Thiên Vương chắc thua 100% rồi, không nói đến này. Thiên Vương chỉ cần phơi vô người cái là nằm lên băng thờ rồi anh em. Nên là bây giờ chúng ta đừng kỳ vọng vào đường môn làm gì. Tại vì đường môn solo 1-1 khó mà được tốt lắm anh em. Đánh vui lấy kinh nghiệm thì được. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu. Gặp ai đây? Gặp Thiếu Lâm Hằng Long rồi, thôi xong rồi. Gặp Thiếu Lâm Hằng Long rồi anh em ơi. Thiếu Lâm này, biết là Thiếu Lâm như thế nào đây, cứ từ cố gắng xem thì nó làm gì. À cái bang, ok cái bang đánh được nè mày. Cái bang đánh được nè mày. Cái bang đánh được anh em, thấy chưa? Tí nữa Khải chết rồi anh em, thấy chưa? Phà Khải hai rồng Khải xém chết nè, nhưng mà không sao. Tiêu Diêu công, gặp ông Khải bán đôi giày. Không sao, còn sớm mà. Đi hết 28. Sống mạnh 135. Ok, trận đầu tiên gặp cái bang khá ok anh em, cái bang rồng. Chúng ta chờ đợi trận đấu tiếp theo nha anh em. Ok anh em, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em. Nói chung Khải này mới đi anh em, nên là cứ đánh hên xui anh em, đánh vui là được. Chủ yếu lấy kinh nghiệm và làm video cho anh em xem. Anh em cảm thấy thích hay hay thì cứ giúp Khải một like, chia sẻ video được nha anh em. Đó. Hiện tại mới bao danh được, coi mấy phút nữa mới đầu đánh. Mấy phút đây. Chúng mình né Thiên Vương bang là được 2 phút rồi bắt đầu nha anh em. 2 phút rồi bắt đầu trận đấu thứ hai. Hiện tại Khải đã thắng thắng 3 thủ 1 rồi. Đâu? Thắng đúng rồi, thắng 3 thủ 1. Chính xác thắng 3 thủ 1 rồi. Hay. Mấy phải gì đồng quá, tối nay đồng quá Thiên Vương môn, gặp mấy thứ yên nghe mười rồi đánh nhà nhanh anh em. Ôi. Trong này vẫn còn kiếm phong anh em. Vẫn còn kiếm phong nha, chắc chơi người dơi luôn. Không có kiếm phong. một phút. Tập tục. Kiếm phong. Giấc ma phải như này. Giấc ma giống phải Thiếu Lâm rồi. Không biết phải gì này mà. Chứ Thiếu Lâm rồi. Thiếu Lâm mua quyền Hàng Long rồi. Thiên nhẫn. Ôi. Thiên nhẫn này không có đồ luôn. Nói chung là tầm này server mới nên là đồ đạn rất là hiếm. Nên là những anh em trang bị đồ đạn thì rất là hiếm, là đồ không có thì anh em vào trong này đánh chắc đánh lấy kinh nghiệm cho vui thì phải. Là có số ạ, không có đồ nhiều cả. Còn đồ lớn không. Dàn kháng cả anh em 20 37 40 25 21 đó, vậy thôi. Trang bị vô nó phòng thủ rồi đánh liên đấu rồi anh em.
đó là bỏ đi món khăn họ rồi, là cái chón 40 nó đánh hội đồng tông kim đó. Nhắn thì chỉ mang dùng một khăn họ dùng một thôi. Trận đầu tiên thì anh cái băng rồng rồi, trận sau như thế nào đây? Cái ba đây, hảo nam, ui thiên nhẫn à, hơi căng ấy, thiên nhẫn hơi bị mạnh lắm nè, nhẫn nó hơi bị mạnh lắm nè. Không yếu rồi em, thì nhắm hơi mạnh, không yếu rồi em. Trời, đầu quá, ngồi thấp quá, đánh lại thiên nhẫn này mà. Đù, mình thả ông sắp xém chậm mấy cái. Ok anh em nha, chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu thứ ba. Hào nam này cũng khá là mạnh, hào nam này có đánh tông kim mà anh em có thấy chứ. Khả đỡ tốt tông kim cũng được mấy lần, 21 giờ. Đù, thả đều quá, 580, đặt móc 580 rồi. Hình gì xấy không xin nhờ anh em. Khá là ok, trận đấu tiếp tục anh em ơi. Ok anh em nha, bây giờ thì chúng ta sẽ vào trận đấu thứ 3. Rồi không biết như thế nào đây. Thánh 3 thứ 2 anh em, thánh 92. Ok, vô. Bây giờ 3 đây. Nãy gặp thiên nhẫn kinh quá, đánh lại thiên nhẫn này mày. Vô. À đây. Gặp nào vừa thôi, đồ gặp hàng khủng quá, thiên nhẫn khủng quá. Trận này trận thứ 3 nha anh em, trận này là trận thứ 3 nha anh em. Giây. À đây. Đường môn. Ai xa, độ đường môn này cũng căng đấy, căng đét đấy. Trời ơi, mình đánh con kia hai cái bài cá chết luôn ạ. Đường môn kia mình thấy mình đỡ mấy đường thiên la với lại một phát bà vũ chết luôn này. Và đường thiên la giật đam chết luôn rồi. Hôm nay gấp nhiều rồi. 97. Không đường môn. 97 Hạnh Đại Dương Thanh Men đường môn. Ok, chờ trận đấu cuối cùng nha anh em. Hiện tại bây giờ thì thắng 4 thua 2 rồi. Ok. Ok anh em, bây giờ chúng ta vào trận cuối cùng anh em ơi. Còn hơn 1 phút. Trận cuối cùng. À, cố gắng thắng trận nó đẹp anh em. Ôi chà. Ta bây giờ đang thắng mấy ta? Thắng 5 thua 2 rồi, thắng 5 thua 2 rồi.
một phút ba đây, đường tiểu tiện đủ được môn nữa nè, ngày nay gặp được môn như vậy, môn như vậy. Mấy cục phiền la chết rồi nè. Gớm không? Nè thấy gớm không? Nhanh vãi nồi. À nè thấy không? Mấy cục phiền la là đường tiếu tiện lên bàn thờ này. Nhanh vãi chứ nè thấy không? Phiền la thấy vậy giờ đánh hút đam gơ lắm anh em thấy không? Chí mạng của nó 14%. Nè. Đánh hút đam kinh khủng, nó đánh bụp bụp nhỏ chết luôn rồi. Rồi sát thương 44 rồi chứ nè. Nhanh kinh khủng nè. Không thể nào mà đỡ nổi luôn nè. Này là cái 40 làm chậm được cho nó trắng họ 49 45 làm chậm 20 60 50 90 làm chậm. Ok ok anh em xem video này thì đừng quên cho một like và chia sẻ cho mọi người. Nói chung là cũng khai đao trận liên đấu khá là hợp lý, tháng đúng rồi giờ mà tháng 5 thu 2 nè. À, tí nữa nó xếp hạng chắc khoảng giờ từ từ cố gắng đánh hình chắc cũng cố gắng nằm trong top 15, 16 rồi đẹp, 20 đủ lại đẹp anh em. Ok anh em, bye bye anh em nhé. Đừng quên tí nữa xem livestream nha anh em. Ok bye bye mọi người, chúc anh em vui vẻ nha.